Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày mùng 2 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023. Sự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương của tỉnh. Phát biểu mở đầu phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đánh giá cao sự nỗ lực các cấp, các ngành, các địa phương trong việc chăm lo chuẩn bị Tết chu đáo, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Ngay trong tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội đã có nhiều tín hiệu tích cực. Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ổn định, các địa phương đang tập trung triển khai sản xuất vụ xuân, đảm bảo thời vụ. Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ diễn ra sôi động, các cấp các ngành đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về công tác kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường. Xuất nhập khẩu bước đầu được khôi phục, lượng khách du lịch đến Lào Cai tăng mạnh gấp gần 3 lần so với cùng kỳ 2022. Thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh ngay từ đầu năm. Công tác y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành địa phương khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, ưu tiên tập trung vào một số nội dung liên quan đến doanh nghiệp, người dân, cán bộ công nhân viên chức, tập trung thảo luận xây dựng kịch bản đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2023, đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, thu ngân sách nhà nước.